Hỗ trợ phụ nữ với cơ hội làm việc và cơ hội thăng tiến là một trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã được ghi nhận bởi sự tham gia tích cực vào công tác thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều hình thức khác nhau. Hòa nhập và bình đẳng giới là một trong những chiến lược nhân sự trọng tâm tại Schneider Electric. Chúng tôi trao cơ hội bình đẳng cho tất cả các nhân viên không phân biệt cấp độ và giới tính thông qua các chương trình bình đẳng giới như là trả lương bình đẳng hoặc là các chính sách về phúc lợi linh hoạt. Tại Schneider Electric thì chúng tôi trao cơ hội bình đẳng cho các nhân viên cùng với họ xây dựng sự nghiệp của mình, không phân biệt là thế hệ. Năm 2024, Schneider Electric Việt Nam được Great Place to Work vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là một trong những minh chứng cho cam kết của Schneider Electric trong việc tạo môi trường làm việc cởi mở, đa dạng và hòa nhập, vượt ra ngoài tư duy truyền thống để thu hút và giữ chân nhân tài.